Sức mạnh của sự tập trung, định, sức mạnh của sự chú tâm. Khi uống trà thì hãy chỉ uống trà, hãy thưởng thức trà. Xin đừng uống niềm đau nỗi khổ, đừng uống nỗi tuyệt vọng, lo âu, dự án, kế hoạch. Điều này rất quan trọng, nếu không thì sẽ không nuôi dưỡng được thân tâm. Có những sự việc ta chỉ thấy thoáng qua mà không rõ ràng. Ta phải sử dụng năng lượng của định để khám phá, để nhìn sâu vào bản chất của chúng. Khi gặp khó khăn, sợ hãi, buồn khổ hay tuyệt vọng, ta cần phải có năng lượng định thật dồi dào thì mới có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ và có đủ sức mạnh chuyển hóa chúng. Sức mạnh của định giúp ta thấy được nguồn gốc của khổ đau, từ đó đưa ta vượt thoát khổ đau. Đó chính là tuệ giác. Tuệ giác có khả năng giải phóng ta ra khỏi đau khổ. Có nhiều loại định. Định thứ nhất là định vô thường. Quán chiếu vô thường, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự vật thay đổi không ngừng. Chúng ta có thể chết ngày mai hay bất cứ lúc nào. Vậy thì ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để đem lại hạnh phúc cho những người ta thương ngay hôm nay. Đợi đến ngày mai thì e quá trễ. Định thứ hai là định vô ngã. Ta không có một tự tánh độc lập gọi là ngã. Quán chiếu vô ngã, ta sẽ thấy rằng không bao giờ có chuyện chỉ mình ta đau khổ mà luôn có thêm những người khác đau khổ theo ta. Khi ta khổ thì con, chồng, vợ, bạn bè, đồng nghiệp của ta cũng cùng đau khổ với ta. Định thứ ba là định tương tức. Quán chiếu tương tức, ta sẽ thấy rõ mối liên hệ nhân duyên giữa tất cả mọi sự vật. Ta cũng thấy rõ rằng nếu ta gây đau khổ cho ai thì người ấy sẽ gây đau khổ lại cho ta. Quán chiếu bản chất vô thường, vô ngã và tương tức sẽ giúp chúng ta giác ngộ và đưa tới sức mạnh của tuệ giác.